Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Và hôm nay thì em sẽ cập nhật gửi đến anh chị và các bạn các mẫu xe mới về HT Auto Đầu tiên thì em sẽ gửi tới anh chị và các bạn thông tin đó là một chiếc Toyota Camry Sản xuất là 2019 nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan Đây là phiên bản 2.5Q Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội Có ngoại thất là màu đen Các chi tiết của chiếc xe thì còn trong tình trạng là nguyên zin hoàn hảo cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và các bạn có thể yên tâm chọn lựa xe tại HT Auto. Và tới một mẫu xe tiếp theo em muốn gửi tới anh chị và các bạn là một mẫu xe Audi Q5 sản xuất là 2017 đăng ký 2018. Có ngoại thất màu trắng. Đăng ký biển Hà Nội và hiện đang giao bán cho anh chị và các bạn 1 tỷ 795 triệu con thương lượng và hỗ trợ giá cho các bác em sẽ quay chi tiết về ngoại thất và của chiếc xe còn nếu các bác là cần xem kỹ rõ hơn hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ video call hoặc em gửi chi tiết video của chiếc xe này để cho các bác có thể tham khảo và nếu cần thông tin chi tiết hình ảnh các em có thể chụp gửi lại cho các bác nắm rõ đầy đủ hơn và tiến tới một mẫu xe tiếp theo đó là một chiếc C200 có ngoại thất màu đỏ, nội thất ghế da màu đen. Các chi tiết còn nguyên zin nguyên bản hiện đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 975 triệu. Con thương lượng và hỗ trợ các bác nhé. Để em quay sơ qua bên ngoại thất của chiếc xe để các bác có thể làm rõ. Xe đăng ký tên tư nhân, biển thành phố. Nên khi mua về các thành phố lớn thì anh chị và các bạn có thể không bị mất 20 triệu tiền biển mà chỉ mất tiền đổi biển thôi. Và đây là cái không gian nội thất của chiếc xe. Hàng ghế thứ hai thì nó có trang bị đầy đủ các tính năng công nghệ điều hòa rồi là bệ thì tay rất là rộng rãi với hàng ghế lái thì nó cũng rất nhiều công nghệ tính năng được trải nghiệm trên chiếc xe này còn các bác là cần xem chi tiết hơn thì có thể liên hệ hoặc là qua địa chỉ showroom 89 Nguyễn Chánh để có thể là lái thử và cảm nhận các tính năng công nghệ an toàn ở trên dòng xe Mercedes-Benz C200 này để quay tổng quan cho các bác có thể nắm rõ hơn và một mẫu xe tiếp theo vẫn là mẫu xe của nhà Mercedes thì em có chiếc Mercedes G250 Exclusive có ngoại thất là màu trắng sản xuất là 2018 trang bị đầy đủ tính năng công nghệ cam 360 cảm biến trước sau rồi là đèn pha led mâm đúc hợp kim hiện đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 355 triệu Đấy, các chi tiết của chiếc xe các bạn có thể thấy xe đăng ký biển Hà Nội rồi trang bị rất nhiều tính năng các bác là còn xem rõ hơn hoặc chi tiết hơn thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ hỗ trợ đầy đủ cho các bác. Tất cả các mẫu xe bán ra tại showroom thì vẫn còn hỗ trợ trả góp cho các bác nào đang có nhu cầu. Để rõ về thời gian vay, lãi suất thì hãy liên hệ em, em sẽ gửi chi tiết cho các bác có thể tham khảo đầy đủ hơn và rõ ràng hơn. Quay qua, các bác tham quan một chút về phần nội thất của chiếc xe. Còn để kỹ hơn thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi chi tiết qua Zalo. Nếu các bác mà yêu thích đời C250 này mà đời thấp hơn một chút thì em có một chiếc màu đen nữa. Đây là một chiếc C250 Exclusive màu đen đang uh, sản xuất là 2016. Lỗ thất là màu kem. Hiện đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 130 triệu. Còn thương lượng và hỗ trợ giảm giá cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình. Bên showroom thì là chuyên về các dòng xe mèn, nên anh chị bạn cần tìm một dòng xe nào, có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ hỗ trợ tìm xe và gửi cho anh chị và các bạn thông tin nhanh nhất. Và em sẽ quay qua một chút về ngoại thất cũng như là một chút nội thất để cho các bác có thể tham quan về chiếc C250 Exclusive này sản xuất 2016. Đấy, một chiếc xe rất đẹp, ạ. nội thất thì cực kỳ rộng rãi với nhiều tính năng công nghệ an toàn của dòng xe mèn rồi. Hàng ghế thứ hai có trang bị à, cửa gió điều hòa cũng như là cửa sổ trời bệ thì tay. Còn với bên phần à, ghế lái thì anh chị có thể thấy qua có trang bị à, ghế chỉnh điện. Nhớ ghế cũng như là vô lăng tích hợp. Các chi tiết còn rất đẹp. em quay qua các bác có thể thấy phần ngoại thất của chiếc xe. Và tiến tới một mẫu xe tiếp theo đó là một mẫu xe đáng để anh chị và các bạn lưu tâm. Và tới một mẫu xe cuối cùng tại cửa hàng ngay lúc này đó là một chiếc xe Mitsubishi Outlander Có ngoại thất là màu đỏ Các chi tiết của chiếc xe thì em sẽ quay qua cho các bác cùng tham quan Với chiếc xe Mitsubishi Outlander này Đơn vị hiện đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 715 triệu Còn thương lượng và hỗ trợ giá cho các bác nhé Xe thì có hỗ trợ trả góp để về rõ về thời gian vay cũng như lãi suất thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ đầy đủ cho các bác có thể tham khảo và sở hữu cho mình một chiếc xe mình đang yêu thích. Vâng vừa rồi thì em đã tổng hợp sơ qua cho anh chị và các bạn các mẫu xe hiện đang có mặt tại HT Auto. Các bác là quan tâm thì có thể qua địa chỉ 89 Nguyễn Tránh để xem xe và lái thử, cảm nhận những tính năng công nghệ và cảm nhận được cái chất lượng bán xe từ showroom với những chiếc xe luôn cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao trách test toàn quốc. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi tới kênh mua bán xe cũ và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của mua bán xe cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like bài viết, góp ý, chia sẻ. Và các bác là cần tìm xe thì có thể comment vào phía bên dưới. Em sẽ hỗ trợ tìm xe cho các bác nhanh nhất và gửi thông tin cho bác sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.